Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3 tháng 9, ngày nghỉ thứ ba dịp Quốc Khánh, thời tiết thủ đô Hà Nội và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có mưa nắng nóng. Riêng Hà Nội, trong ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có khả năng mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động quanh mức 31 đến 34 độ, về đêm và sáng vẫn 26 đến 28 độ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Trời khá hanh khô, nắng dịu. Ngoài ra do ảnh hưởng của bão số 3 sao la nên ở khu vực ven biển Bắc Bộ gần sáng và ngày 4 tháng 9 sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có giông trong khi đó thời tiết trung và nam trung bộ ngày nắng chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi riêng nam trung bộ chiều tối có mưa vừa mưa to tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng trong mưa dông xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Hoạt động của bão sao la cũng khiến gió mùa Tây Nam trên khu vực giữa và Nam mạnh dần lên. Vùng biển giữa và Nam Biển Đông có mưa dông nhiều nơi gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giờ cấp 8, biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay 30 tháng 8 bước vào đợt mưa dông diện rộng, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, đề phòng lốc xét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo diễn biến về bão sao la còn hết sức phức tạp, cần liên tục theo dõi ở các bản tin tiếp theo. Theo cơ quan khí tượng, cùng với hoạt động của bão sao la, lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão sao la khoảng 1.500 km về phía đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Hai Cui. Cơn bão này có cường độ cấp 10, dự báo giữa hai cơn bão sẽ có tương tác khiến cho đường đi của hai cơn bão sẽ có những diễn biến phức tạp. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, khả năng bão sao la ảnh hưởng tới đất liền của Việt Nam rất thấp. Trong vòng 7 ngày tới, bão sao la sẽ hoạt động ở khu vực từ kinh tuyến 120 tới kinh tuyến 110, phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc và xung quanh vị tuyến 20 phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh hưởng của bão trong đất liền nếu có thì chỉ có thể xảy ra sau ngày 6 tháng 9. Do vậy, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho biết thời tiết dịp lễ và sau lễ từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 khá đẹp ở phía bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía bắc. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Tây Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác, có nơi có mưa lớn cục bộ. Cụ thể, các tỉnh Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 35 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ chiều tối ngày 1 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20 đến 23 độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 33 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Với diễn biến thời tiết vô cùng thất thường hiện nay, dự báo thời tiết đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động du lịch của con người. Đặc biệt, dự báo thời tiết đem đến cho du khách một tâm thế chủ động để thay đổi lịch trình nhanh chóng. Trước khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch, bạn nên theo dõi sát thông tin thời tiết các tiện ích dự báo thời tiết cũng như thông tin trên báo đài hiện nay cập nhật khá nhanh chóng và chính xác, đặc biệt là trong phạm vi và ngày sắp tới. Nếu điểm đến có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, cho dù đã đặt vé, đặt phòng, bạn cũng nên cân nhắc hoãn hoặc hủy. Bởi di chuyển trong mùa mưa bão rất nhiều rủi ro nên các chuyến bay cũng có thể bị hoãn, hủy bất ngờ, khiến bạn bị mắc kẹt tại sân bay. Điều này gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin về mùa mưa ở điểm đến để cân nhắc trước khi đi du lịch. Ví dụ, mùa mưa ở Huế kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12, thường là mưa tất cả các ngày trong tháng. Như vậy, bạn có thể không thăm thú được gì ngoài việc ngồi trong khách sạn và ngắm mưa. Tuy nhiên, có thể trời sẽ không mưa suốt cả ngày. Khi đi du lịch vào mùa mưa, chắc chắn hành lý của bạn không thể thiếu áo mưa và ô. Ô sẽ hữu ích khi trời mưa không lớn và bạn di chuyển trên quãng đường ngắn. Áo mưa dùng khi trời mưa to hoặc khi bạn có chuyến đi kéo dài ngoài trời, ví dụ như đi thuyền ở Tràng An, Ninh Bình hay đi trekking trong rừng tại Quảng Bình. Hãy chuẩn bị loại áo mưa cả bộ, gồm quần và áo rời. Về trang phục, bạn nên tránh mặc quần áo bó sát, ngấm nước sẽ rất khó chịu, lâu khô và gây ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ. Nên chọn những loại quần áo chất liệu nhẹ, nhanh khô và một chiếc áo khoác chống nước, cạn gió. Giải thoát nước nhanh hoặc dép cao su được ưu tiên sử dụng còn giày cao gót hoặc giày thể thao thông thường sẽ không phù hợp vì khó di chuyển hoặc dễ bị hỏng hóc khi trời mưa. nếu bạn mang theo máy ảnh, các thiết bị điện tử, tốt nhất là chuẩn bị ba lô chống thấm hoặc mua áo mưa dành riêng cho ba lô. cẩn thận hơn, bạn có thể trùm ni lông cho riêng từng vật dụng, các loại giấy tờ tùy thân quan trọng hoặc cả quần áo và dép nếp cần thiết. ngoài ra, du khách cần nhớ chuẩn bị túi thuốc cá nhân khi đi du lịch như thuốc cảm, băng cá nhân, oxy già, thuốc trị côn trùng cắn, dầu gió thuốc đau bụng, thuốc kháng sinh không dụng. Hãy mang máy sấy tóc mini, nó sẽ rất tiện dụng khi cần xử lý những món đồ bị ướt khi du lịch mùa mưa. Hãy chuẩn bị nhiều phương án di chuyển, điểm tham quan, vui chơi và quán ăn để đề phòng thời tiết thay đổi bất ngờ. Nếu tình cờ trời không mưa như dự báo, hãy đảm bảo bạn đã có sẵn một danh sách những món ngon, điểm đẹp cần phải thưởng thức. Nếu trời mưa nhỏ, bạn có thể tìm kiếm các địa chỉ du lịch gần khách sạn như bảo tàng, khu giải trí, trưng bày nghệ thuật hay các điểm tham quan trong nhà. Vì nhiều tình huống bất ngờ có thể xảy ra, bạn cũng nên chuẩn bị cho các chi phí phát sinh. Việc bị mắc kẹt vì mưa bão có thể rất tốn kém do kéo dài thời gian ở khách sạn, đổi vé, hủy vé. Trong khi đã quyết định hay bắt buộc vẫn phải di chuyển trong mưa bão, hãy chắc chắn rằng phương tiện di chuyển của mình có đủ tiêu chuẩn an toàn, phanh tốt, lớp xe còn đủ độ bám, đèn xe đủ sáng, xi nhanh nguyên vẹn, xăng nhất đầy đủ. Nếu chạy xe máy tránh mặc áo mưa lò xòa, vướng víu, giải gây nguy hiểm khi di chuyển. Nếu bạn đi ô tô riêng, đừng quên mang dù và cả áo mưa trong xe để sử dụng khi cần thiết. Nếu đi bằng phương tiện công cộng, thì nên có một chiếc áo mưa mỏng trong hành lý. Cho dù là ô tô hay xe máy, khi di chuyển trong trời mưa bão, hãy luôn nhớ phải tuân theo luật giao thông, di chuyển chậm hơn một chút để chắc chắn luôn kiểm soát được tầm nhìn. Không bám sau các xe có tải trọng lớn, công kền để tránh việc nước mưa và bùn đất bắn lên làm cản trở tầm nhìn của người lái sử dụng phanh xe hợp lý, chậm và chắc, không nên di chuyển khi trời mưa quá to và vào ban đêm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.